quá trình tạo lập văn bản một la mã các bước tạo lập văn bản một khi nào thì người ta có nhu cầu tạo lập làm ra viết nói văn bản lấy việc viết thư cho một người nào đó làm ví dụ hãy cho biết điều gì thôi thúc người ta phải viết thư hai để tạo lập một văn bản ví dụ như viết thư trước tiên phải xác định rõ bốn vấn đề viết cho ai viết để làm gì viết về cái gì viết như thế nào bỏ qua vấn đề nào trong bốn vấn đề đó cũng không thể tạo ra được văn bản 3. Sau khi đã xác định được bốn vấn đề đó, cần phải làm những việc gì để viết được văn bản? 4. Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được một văn bản chưa? Hãy cho biết việc viết thành văn ấy cần đạt được những yêu cầu gì trong các yêu cầu dưới đây. Đúng chính tả, đúng ngữ pháp, đúng từ chính xác, sát với bố cục, có tính liên kết, có mạch lạc, kể chuyện hấp dẫn, lời văn trong sáng. 5. Trong sản xuất bao giờ cũng có bước khâu công đoạn kiểm tra sản phẩm có thể coi văn bản cũng là một loại sản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không nếu có thì sự kiểm tra ấy cần dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào ghi nhớ để làm nên một văn bản người tạo lập văn bản cần phải lần lượt thực hiện các bước định hướng chính xác văn bản viết nói cho ai để làm gì về cái gì và như thế nào tìm ý và sắp xếp ý để có một bố cục sành mạch hợp lý thể hiện đúng định hướng trên diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu đoạn văn chính xác trong sáng có mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau kiểm tra xem văn bản vừa tạo lập có đạt các yêu cầu đã nêu ở trên chưa và có cần sửa chữa gì không hay là mã luyện tập một em đã từng tạo lập văn bản trong các tiết tập làm văn hãy trả lời các câu hỏi sau a à, khi tạo nên các văn bản ấy, điều mà em muốn nói có thật sự cần thiết không? B. Em thấy mình đã thực sự quan tâm đến việc viết cho ai chưa, kể chuyện cho ai nghe, miêu tả cho ai thấy, trình bày nguyện vọng với ai? Việc quan tâm hay thiếu quan tâm ấy có ảnh hưởng tới nội dung và hình thức bài viết như thế nào? Xưng hô, sùng tờ. C. Em có lập dàn bài khi làm văn không? Từ kinh nghiệm của bản thân, em thấy việc xây dựng bố cục đã ảnh hưởng thế nào đến kết quả của bài làm? D. Sau khi hoàn thành bài văn, em có thường kiểm tra lại hay không? Việc kiểm tra, sửa chữa bài viết có tác dụng như thế nào? 2. Có một bạn khi báo cáo kinh nghiệm học tập trong hội nghị học tốt của trường đã làm như sau. A. Bạn chỉ toàn kể lại việc mình đã học thế nào và đã đạt được thành tích gì trong học tập. B. Bạn luôn hướng về phía các thể cô giáo, luôn nói, thưa các thể cô, để mở đầu mỗi đoạn và lúc nào cũng xưng em hoặc xưng con. Theo em, như thế có phù hợp không? Nên điều chỉnh như thế nào? 3. Trong một buổi thảo luận tổ, nhiều bạn đã đồng ý rằng muốn tạo lập một văn bản thì phải soạn bố cục dưới dạng một sàn bài. Nhưng các bạn còn chưa rõ. A. À, sàn bài ấy có bắt buộc phải viết thành những câu trọn vẹn đúng ngữ pháp không? Những câu đó có nhất thiết phải liên kết chặt chẽ với nhau không? B. Một dàn bài thường chứa được nhiều mục lớn nhỏ khác nhau, vậy phải làm thế nào để có thể? phân biệt được mục lớn và mục nhỏ, biết được các mục ấy đã đầy đủ chưa và đã được sắp xếp rành mạch hợp lý chưa. Em sẽ trả lời như thế nào cho những thắc mắc trên đây? 4. Em hãy thay mặt Enrico viết một bức thư cho bố nói lên nỗi ân hận vì đã chót nói lời thiếu lễ độ với mẹ kính yêu. Để viết bức thư đó, em phải thực hiện những việc gì? Đọc thêm trong các báo, có những bài làng nhằng, xài, mế cột, như là sau muốn kéo dây, đọc đến khúc sữa thì không biết khúc đầu nói cái gì, đọc đến khúc đuôi thì không biết khúc sữa nói cái gì, thế là vô ích. Phải đặt câu hỏi, viết cho ai, viết để làm gì, thế thì viết cái gì. Hồ Chí Minh